Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. 229 trường hợp F1 của 5 ca bệnh COVID-19 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 22 tháng 7, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày các báo cáo tờ trình, như báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và các báo cáo tờ trình khác. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cùng tổ với đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Cạn, Hà Nam, Bình Định. Tổ đại biểu đã dành cả buổi chiều để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tại buổi thảo luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 3 đại biểu tham gia đóng góp ý kiến. Các đại biểu đã cơ bản đồng tình với những đánh giá về kết quả cũng như các giải pháp đề ra cho 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nội dung thảo luận của các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã nhấn mạnh những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và những thành tựu mà đất nước đã đạt được nhờ quyết tâm nỗ lực, sự vào cuộc tích cực với nhiều giải pháp đồng bộ của chính phủ, bộ, ban, ngành và địa phương. Những kết quả khả quan đó đã khẳng định sự tin tưởng vào sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành hiệu quả linh hoạt của chính phủ trong bối cảnh rất nhiều khó khăn hiện nay. Đại biểu Nguyễn Mạnh Cương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng, dù kinh tế vẫn giữ đà tăng trưởng nhưng gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là có lẽ là cũng phải giống như một số các quốc gia trên thế giới, chúng ta cũng phải nghĩ đến một cái kịch bản và giải pháp lâu dài. Khi mà COVID-19 có thể sẽ không bao giờ biến mất và chúng ta cần phải có chiến lược sống chung với lại COVID và phải tiến tới một cái trạng thái bình thường mới. Như vậy thì bên cạnh các cái giải pháp chuyên môn như là về vaccine, về tiêm chủng, về thuốc điều trị bệnh, rồi là về xét nghiệm, rồi về nâng cao cái trách nhiệm của người dân, vân vân đấy, thì tôi cho rằng là cũng rất cần có các cái đề án, các kịch bản cụ thể để bảo đảm cái hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trong cái điều kiện mà dịch bệnh nó có thể còn kéo rất là dài. Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp để chính phủ tiếp tục điều hành nền kinh tế đạt được những mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong bối cảnh dịch COVID-19 có những ảnh hưởng nặng nề, góp phần tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đề nghị chính phủ cần đánh giá chính xác về tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Cũng như là dự báo tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới để đề ra những cái quyết sách đúng đắn, có hiệu quả. Liên quan đến các cái gói hỗ trợ của đợt 1 và đợt 2 thì cho những cái đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đề nghị là chính phủ cần vào cuộc một cách quyết liệt, kịp thời, nhất là trong công tác triển khai, chỉ đạo và giám sát. Và cũng nhân đấy thì bạn chỉ là trong cái tình hình dịch bệnh thì cái nguồn thu của rất là nhiều tỉnh khó khăn, trong đó có những tỉnh trước đây đã khó khăn rồi thì nay càng khó khăn nữa. Thì đợt trước đã đối ứng như tỉnh Quảng Bình đối ứng 50% trong số 170 tỷ là đã rất là khó khăn rồi. Thì lần này thì cũng không nhiều, nhưng mà lần này phải đối ứng 40% trong cái số thực chi. Thế nên tôi đề nghị là chính phủ nên có cái quan tâm để hỗ trợ nhiều hơn đối với những cái tỉnh khó khăn. Về lĩnh vực giáo dục đào tạo, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đề nghị.
theo tôi thì phải chọn các cái khâu đột phá, các cái ưu tiên để tập trung. Thì tôi đề nghị là tập trung 3 cái điểm. Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện cái thể chế và cơ chế quản lý giáo dục theo cái hướng hiện đại, phát huy thực sự cái quyền tự chủ, đi đôi với cái trách nhiệm giải trình và bảo đảm chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục. Chuyển cái việc đào tạo sang tiếp cận năng lực, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội và yêu cầu của doanh nghiệp. Chú trọng cái bản phát triển các cái kỹ năng mềm, đi đôi với cái xây dựng khát vọng, bản lĩnh và các cái giá trị con người Việt Nam trong cái thời kỳ mới, để quan tâm hoàn thiện pháp luật, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục nghề nhà giáo. Điểm thứ hai là đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, từng bước hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và liên thông, và tập trung trước hết ở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, xây dựng và triển khai cái chương trình đào tạo và chính sách trong trọng dụng nhân tài trong các cái lĩnh vực, đặc biệt là cái hình thành phát triển cái đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Và cái điểm ba mà chúng tôi cũng nghĩ rằng cần ưu tiên, đó là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới và hoàn thiện cơ chế chính sách trong cái tuyển sinh của ngành sư phạm và đào tạo rồi bồi dưỡng tuyển dụng sử dụng đại ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đề cập đến nhiều lĩnh vực, các giải pháp đưa ra khoa học và gắn với thực tiễn tình hình đất nước, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, được tổ ghi nhận và đánh giá cao. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo từ CDC Quảng Bình, tính đến 2 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7, kết quả xét nghiệm lần 1 của các trường hợp F1 liên quan đến 5 bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh được ghi nhận trong ngày 20 và 21 tháng 7 đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo đó, 73 mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 của bệnh nhân 69990 là tài xế taxi ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới đã cho kết quả âm tính, trong đó có 51 trường hợp ở Đồng Hới. Như vậy, tính đến sáng ngày 23 tháng 7, 102 F1 của 4 bệnh nhân ở bản Bãi Sinh, xã Dứt Hòa, huyện Minh Hóa và 127 trường hợp của bệnh nhân 69990 đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh bước đầu được kiểm soát. Để hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa có công văn gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình về việc hỗ trợ các trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch từ nguồn hỗ trợ của một số nhà tài trợ. Đối với công tác xét nghiệm, Bộ Y tế hỗ trợ một máy xét nghiệm real-time PCR, 55.000 mẫu sinh phẩm chẩn đoán nhanh. Đối với công tác tiêm chủng, hỗ trợ một xe tiêm vaccine lưu động, một xe vận chuyển vaccine. Xe này hiện đang được Bộ Quốc phòng quản lý để triển khai vận chuyển vaccine, vật tư tiêm chủng từ kho trung ương về các điểm tiêm tại các tỉnh, thành phố. Sau khi kết thúc chiến dịch tiêm chủng sẽ bàn giao cho các tỉnh, thành phố để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng. Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ bơm kim tiêm, dung dịch pha vaccine, hộp an toàn, tương ứng với số vaccine phân bổ cho tỉnh Quảng Bình, đồng thời hỗ trợ nhân lực và nguồn lực theo khả năng để cùng với địa phương đẩy lùi dịch COVID-19. Thời gian qua, công tác quản lý cách ly y tế đối với người trở về từ vùng dịch luôn được huyện Quảng Ninh chủ trong thực hiện. Theo đó, huyện Quảng Ninh chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, tăng cường công tác ra soát nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân không chấp hành một số quy định trong phòng chống dịch, căn cứ mức độ sai phạm để áp dụng các biện pháp hành chính. Nếu cần thiết thì sẽ xử lý hình sự và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có công văn số 1311 ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc đảm bảo hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân phòng chống dịch. Kính gửi các sở Công thương, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động xây dựng và sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 tại thành phố Đồng Hới và huyện Minh Hóa. Trước tình hình đó, để đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định tâm lý người dân, tránh để xảy ra tình trạng đầu cơ tích trữ, nâng giá bất hợp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau. 1. Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường
đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, đôn đốc chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai các phương án điều chuyển hàng hóa hợp lý, linh hoạt, đảm bảo không xảy ra đứt gãy nguồn cung cấp hàng hóa khi có dịch trên địa bàn. Khẩn trương làm việc và chỉ đạo cụ thể các đơn vị cung ứng hàng hóa, các hệ thống phân phối hàng hóa lớn trên địa bàn để xây dựng ngay các phương án thu mua, dự trữ hàng hóa phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo nguồn cung, điều phối hàng hóa hợp lý, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, đồng thời kiểm soát chất lượng, giá cả hàng hóa, yêu cầu khách hàng thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch tại các điểm bán, đảm bảo phòng chống dịch cho người lao động. Tổng hợp thống kê năng lực cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin cho các sở ngành đơn vị địa phương liên quan để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đến người dân. 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo hướng dẫn giám sát việc sắp xếp quầy hàng thiết yếu tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, điểm bán hàng tiện ích, quầy tạp hóa trên địa bàn, đảm bảo giãn cách, đổi mới phương thức phục vụ để hạn chế tiếp xúc tập trung đông người tại các điểm bán hàng, chủ động xây dựng các phương án cung ứng hàng hóa trong trường hợp phát sinh ca bệnh ở các chợ truyền thống dẫn đến phải đóng cửa chợ. 3. Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt nhằm thu lợi bất chính, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu. Thiết lập đường dây nóng, cử cán bộ đầu mối tiếp nhận phản ánh của người dân, các đơn vị liên quan về tình hình giá cả thị trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. 4. Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để hỗ trợ tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa lưu thông thuận tiện trên địa bàn trên nguyên tắc đảm bảo các quy định về phòng chống dịch hiện hành. 5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, cổng thông tin điện tử tỉnh, các đơn vị báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố qua hệ thống thông tin cơ sở tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân yên tâm không tích trữ hàng hóa, hạn chế tập trung đông người đến các hệ thống phân phối để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Đoàn Ngọc Lâm đã ký hết nội dung công văn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì xã Ba Đồn vẫn cơ bản đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu và bình ổn giá cả thị trường nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại các chợ, siêu thị và cửa hàng kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã Ba Đồn, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường. Các cơ sở kinh doanh đã lên kế hoạch đảm bảo nguồn cung một số mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu. Giá cả của các mặt hàng vẫn duy trì ở mức ổn định. Thị xã Ba Đồn cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cần tuân thủ nghiêm một số quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Hôm qua ngày 22 tháng 7, lãnh đạo tỉnh Đoàn Quảng Bình đã đến thăm, tặng quà cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại các chốt của khu vực cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. 20 thùng nước giải khát, nước tăng lực và 720 chai dung dịch sát khuẩn. Giá trị quà tặng tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực. Đây là tấm lòng tình cảm thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của tuổi trẻ Quảng Bình đối với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Lãnh đạo tỉnh Đoàn Quảng Bình mong muốn các thành viên trong tổ công tác nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa giữ địa bàn cách ly xã hội theo đúng các quy định trong chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vừa giúp đỡ đồng viên bà con nhân dân yên tâm thực hiện cách ly. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi thiết lập vùng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số khu vực thuộc địa bàn phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã gác lại công việc gia đình, bám chốt phong tỏa không kể ngày đêm với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân. Nhắc nhở người dân hạn chế đi lại để tránh dịch lây lan chéo trong cộng đồng và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch COVID-19. Đây là một trong những công việc của cán bộ chiến sĩ tại các chốt chặn trên địa bàn phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Thực hiện khoanh vùng cách ly xã hội theo chỉ thị 16, phường Nam Lý đã thành lập 15 chốt chặn. Mỗi ca tại các chốt, lực lượng bao gồm công an, bảo vệ tổ dân phố, lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác thực hiện nghiêm ngặt nhiệm vụ phòng chống dịch. Mỗi ca tại các chốt, lực lượng bao gồm công an, bảo vệ tổ dân phố, lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác thực hiện nghiêm ngặt nhiệm vụ phòng chống dịch 24/24 giờ. Anh em trong lực lượng thì từ khi
thực hiện cái nhiệm vụ là thành lập chốt cho đến giờ. Thì anh em thì cũng có nhiều người thì có hoàn cảnh khác nhau. Mỗi đồng chí là có những cái tình cảm gia đình riêng, cuộc sống riêng. Tuy nhiên là cũng quán triệt và thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà cấp trên giao, phải quyết tâm thực hiện tốt và đẩy lùi cái dịch bệnh. Và quá trình thực hiện nhiệm vụ thì nhìn chung là người dân chấp hành rất là tốt. Đấy. Và mong muốn nhất là đẩy lùi được cái dịch bệnh để trở lại cuộc sống bình thường. Những lực lượng tại các chốt chặn cũng tích cực tiếp nhận, phân phối, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm của các tổ chức cá nhân hỗ trợ các hộ dân vùng bị phong tỏa. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân trong khu vực phong tỏa không nên hoang mang lo lắng, tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Với trách nhiệm của lực lượng vũ trang và lực lượng trực tiếp tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong lĩnh vực phòng chống đại dịch COVID-19 tại địa phương, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ chiến sĩ cũng như là tham mưu để huy động các cái lực lượng dân quân tự vệ của địa phương để tham gia vào cái công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng như là bảo vệ để đảm bảo cái khu vực phong tỏa cách ly. Nhiệm vụ trước mắt còn hết sức là khó khăn và vất vả, nhưng chúng tôi quyết tâm động viên cán bộ chiến sĩ để tập trung toàn lực lượng phương tiện hiện có để hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ được cấp ủy đảng, chính quyền và cấp trên giao phó. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan chức năng, thì mỗi một người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực chia sẻ, ủng hộ cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Đây cũng là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến đầy cam go. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.